Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô A Di Đà Phật. Quốc Tạo xin kính chào toàn thể quý bà con của bác kính mến. Thì sau lưng của Quốc Tạo ở đây là nhà của bác Hai Tho quý vị. Đây là cái nhà của bác Hai Tho. Thì Quốc Tạo sẽ đến đây để cập nhật tình hình, xem coi ngày mai coi có đám giỗ không. Tại bữa nay là ngày 14 tháng 5 niên Tân Sửu, thì coi ngày mai có đám giỗ không. Thì Quốc Tạo thấy cái tình hình như thế này chắc không rồi đó quý vị. Thì để cho biết được thêm rõ về sự tình, Quốc Tạo sẽ đến đến qua bển quay những cái cận cảnh, những cái diễn biến ở bển cho quý vị xem, để coi ngày mai coi có tổ chức cái lễ không nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa nay là nhằm ngày 14 tháng 5 niên Tân Sửu, thì Quốc Tạo đã có mặt tại nhà của bác Hai Tho. Ngày mai là ngày lễ giỗ, nhưng mà hôm nay thì do tình hình dịch bệnh nên không có ai tổ chức lễ giỗ nghe quý vị. Thì quý vị có xem video này được thì nên ở nhà để chúng ta cúng ở nhà. Những người mà hâm mộ bác Hai đó, chúng ta nên ở nhà để cúng ở nhà quý vị. Thì ở đây là những cái chỗ mà để đãi cơm mà như hàng năm của mình ở đây đang dự nè quý vị. Ở đây thì trước cửa nhà của bác Hai nè thì không có tổ chức buổi lễ nha quý vị. Ngày mai ai mà có coi xem video này thì đừng có đi, ở nhà nha quý vị. Ở đây là cái toàn bộ khung cảnh của nhà bác Hai Tho ở đây. Ở đây cũng là xứ sở của Quốc Tạo quý vị. Quốc Tạo hồi nhỏ lớn ở đây, thì thời gian sau Quốc Tạo mới đi nơi khác ở. Đây là toàn khung cảnh ở nhà của bác Hai, thì năm nay không có tổ chức lễ giỗ nha. Ôi, bên đây có tấm bảng nè, để Quốc Tạo quay cho quý vị xem. Đây, tấm bảng đây. Đây là tấm bảng không? Đây, tấm bảng đây. Tấm bảng là do tình hình dịch bệnh không có tổ chức đám. Hai quý vị thấy rõ ha. Ở trên lầu là cái hình của bà Hai đó quý vị, để Quốc Tạo dừng lại cho quý vị xem. Đó, tấm hình của bà Hai đó quý vị. Thấy không? Tấm hình của bà Hai đó. Ở đây là nhà của bác Hai ha. Đó quý vị thấy không? Đó. Cái khung cảnh này thì quý vị thấy rất là quen đúng không? Đây rất là quen. Đây là trước cửa nhà của bác Hai, con cháu bác Hai đây. Bác Hai cũng là một cái người rất là có công với đạo pháp nha quý vị. Bác Hai đã lúc còn sanh tiền, bác Hai đã đi chia sẻ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, đặng đem tuyên truyền cho đến ngoài Bắc luôn á quý vị. Cống hiến biết bao nhiêu là sức lực của mình trong cái đời trai trẻ, và cho đến khi bác Hai mất thì bác Hai đã hỏi bác Hai Lê Minh Châu là hỏi bác Hai Lê Minh Châu là trong cuộc đời của mình có mấy lần không, thì bác Hai Lê Minh Châu là bảo là trong cuộc đời của mình là có 2 lần không, trước lúc sanh và sau khi chết. Thì báo cáo với quý vị là tóm tắt hôm nay là sẽ không có tổ chức lễ vào ngày mai là ngày 15 tháng 5 niên Tân Sửu, sẽ không có tổ chức lễ tại nhà bác Hai Tho hay quý vị. Tự là Phú đây, bây giờ bác Tạo đang đứng trước cửa nhà của bác Hai. Đó, bác Hai đâu quý vị, đâu hay không? Để bác Tạo quay cho xem cận cảnh bác Hai cho quý vị xem. Quý vị thấy tấm hình không? Đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Quốc Tạo xin hỏi đệ là hôm nay là ngày 14 tháng 5 niên Tân Sửu, vậy ngày mai là ngày 15 tháng 5 niên Tân Sửu, thì ở nhà của tại nhà bác Hai có tổ chức đám giỗ không đệ, để có thể nói cho bà con biết. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Văn hiếu và Quốc Tạo mến chào tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày an lạc, thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay Văn hiếu đang với Quốc Tạo đang có mặt tại nhà của bác Hai Tho.
tức là ông Lê Văn Phú đó quý vị. Đó, đây cũng là chiếc cửa nhà ông. Như quý vị cũng từng biết đó, thì theo thường lệ hàng niên hàng năm thì là đến ngày 15 tháng 5 đó mỗi năm thì tổ chức lễ dỗ cho bác Cây Thơ. Nhưng mà ngày hôm nay do tình hình dịch bệnh đang rất hết sức phức tạp, cho nên là các cấp chính quyền địa phương mới lợi gia đình và tuyên truyền rằng là hôm nay do tình hình dịch bệnh không có tổ chức đám dỗ đó. Thì quý vị có bà con ở xa có muốn đến đây để đi dự lễ dỗ của bác Hai thì hãy nên cân nhắc kỹ lại, bởi vì tại nơi này không có đãi cơm cũng giống như là không có tổ chức đám dỗ thường niên cho bác Hai. Dạ xin hết. Vậy cho hỏi thêm đệ là bác Hai là một cái người ở trong đạo như thế nào mà mọi người đến lễ dỗ là phải đến đây rằng để đám dỗ giếng dỗ của bác Hai, đệ xin trình bày giùm. Dạ, còn một câu hỏi rất hay. Vậy kính thưa anh và tất cả chú vị kính mến, thì bác Hai tức là ông Lê Văn Phú tự thơ, ông là một trong những người cố vấn trưởng ban trị sự cố vấn của Trung ương thời xưa. Ông là người Cao Miên xuống đây sinh sống và làm ăn tại đây, nhưng cái cơ duyên ông đến được với cái giáo lý Đức Thầy thì nghe qua những cái lời kinh lời kệ của giáo lý Đức Thầy, ông cũng có tìm hiểu. Nhưng đặc biệt cái một cái sự tìm hiểu của ông nói gì là ông là một trong những cái trị sự viên rất là đứng đầu ở trong ban trị sự Trung ương thời xưa, bởi vì giáo lý của ông thì rất là hiểu biết rất là nhiều. Ông từng phổ truyền giáo lý ra tới tận miền Trung miền Bắc này kia không phải luôn quý vị đó. Thì cái phái đoàn này kia là do ông đứng đầu đó, thì quý vị biết đó, sợ dĩ mà ông Hai thông thạo được như vậy đó thì cũng có nguyên do. Thì quý vị biết đó, thì ông Hai á, nếu mà cái thời gian mà ông nghỉ trưa nằm ngủ ở kia bình thường đó, yêu cầu quý vị bắt cái giảng lên là ông Hai bật ngồi dậy, dĩ nhiên là không bao giờ ngủ nữa. Nếu yêu cầu đồng đạo nào bắt giảng lên là ông Hai bật ngồi dậy, bật ngồi dậy để nghe từng lời kinh từng tiếng kệ của thầy, mà thầy cho biết đó là ngâm nga hiệu nghĩa đáng kim ngà, quyền bí nhiều điều chỉ thiệt xa. Đó là cái sự thông thái của ông Hai, tức là ông Lê Văn Phú tự thơ. Thì đó là một sự yêu mến của tất cả, là một trong những người đứng đầu về phổ truyền giáo lý Trung ương thời xưa. Thì đó, thì tương truyền rằng những cái thời điểm mà gần cuối cuộc đời của ông đó, thì ông có nói với bác Hai Lê Minh Châu, nghĩa là hai người cũng là tri kỷ với nhau, cũng là bạn thân với nhau. Nên lúc đó bác Hai yếu rồi, nên bác Lê Minh Châu mới lại gần bác Hai. Thì bác Hai mới hỏi câu thế này là: thưa anh Hai, anh cho tôi biết là trên đời người có mấy cái không? Thì bác Lê Minh Châu cứ ập mờ cứ suy nghĩ một hồi thì mới trả lời là: dạ thưa anh Hai, trên đời người có hai cái không. Vậy thì thứ nhất, chúng ta sanh ra là không, sanh ra chúng ta không có gì cả. Và thứ hai, chúng ta chết đi cũng là không. Đó là đời người có hai cái không. Thì cũng trong 9 giờ sáng đó, đó là tối một đêm sáng rạng sáng là khoảng tầm 8 mấy 9 giờ, thì trong đêm đó thì bác Hai thường như có họa trong một cái bức hình, đó là lúc đó không có đèn quý vị. Trong một đêm đó bác em cháu nghe được chính bác Hai thường như là đốt cái đèn dầu lên để họa trong họa cho bác Hai Thơ một bức hình rất là đẹp, cực kỳ thần thái luôn. Mà đến ngày hôm nay anh Hiếu có hỏi bác Hai là bác Hai lúc là có thể nào vẽ lại cái tấm hình đó như vậy không? Bác Hai trả lời là không. Cái thằng Thái đó là cực kỳ giống cái gan bác Hai Thơ như bây giờ luôn. Đó là đưa cho bác Hai Thơ, bác Hai Thơ gật đầu đồng ý. Đó thì đem lên trưng ở trên cái ngôi thờ chính điện ở trên đó đó quý vị. Đó. Thì tiếp theo nữa thì ông mới thiếp đi. Khoảng tầm 8 mấy 9 giờ ông thiếp đi. Thì ông mới nằm mộng là thấy Đức Thầy trở về là sửa cái đầu của ông lại. Nghĩa là sửa cái trên phía trên phần đầu đó vậy, nghĩa là nó chệch một bên, nghĩa là sửa phần đầu lại. Thì ông mới giật mình, ông hỏi mấy người thân trong gia đình là nãy giờ có ai thấy thầy về không. Thì người thân gia đình trả lời là không, nãy giờ chúng con ngồi đây mà không thấy thầy về đó. Thì ông mới ngủ tiếp nữa tầm khoảng là 8:50 đó, thì ông lại được gặp Đức Thầy sửa lại cái đầu cho ông một lần nữa. Dạ, và có khoảng 9:00 ngoài là ông mất. Và đến ngày hôm nay đó quý vị, đó thì Văn Hiếu vừa sơ lược qua cái phần những cái lúc mà ông còn sinh sống thì có để lại những cái điều gì mà cho tất cả tín đồ cũng như tất cả chú ý đồng đạo để lại những cái phần chú giải luận giải về thi văn giáo lý của thầy cực kỳ hay.
mà ngày hôm nay vẫn còn trên những cái diễn đàn, những cái video rất là nhiều. Lúc xin hỏi thêm đệ, lúc cho ông Bắc Hai đó đệ, rồi đệ phải trình bày là cho ông thế nào đệ? Vậy thì mời tất cả chú vị hãy qua bên đây để đến phần mộ của Bắc Hai rồi, để rồi chúng ta cùng xem chi tiết sự việc thế nào. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đây con hiếu và quốc đạo đang trên đường đi vào phần mộ Bắc Hai. Đây là ngôi nhà của con cháu để lại, thì những cái phúc đức mà khi xưa Bắc Hai làm những cái phổ truyền đó gì. Thì quý vị chú ý biết đó, thì thầy cho biết là kiếp trước ông cha làm đức cả, ngày nay con cháu gắn mà tu, thì những phước đức đó nó hồi hướng lại những cái này cái gì đó, thì nhà cao cửa rộng rồi kia, con cháu Bắc Hai là những người có những thế nữa. Đúng rồi Phan ở đâu Phan? Đúng rồi được chưa? Trước mắt quý vị là cận cảnh ngôi mộ của Bắc Hai thôi đó quý vị. Thì đặc biệt á, cái ngôi mộ này á, nó không có cái bia đá. Bởi vì xin tiền á, thì Bắc Hai Thơ không có dựng bia, thì không có xây dựng này kia, nhưng những cái ngôi mộ này kia để lại cho con cháu mà Bắc Hai á. Thì chút xíu nữa quý vị sẽ nghe quốc đạo trình bày lại cái sự việc mà cha của anh đã kể cho anh nghe về cái sự việc mà Bắc Hai lúc làm đám tang và sau khi chôn Bắc Hai sẽ như thế nào, thì mời anh diễn giải cho bà con được biết. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Và quốc đạo xin kính chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Dạ hôm nay thì quốc đạo cùng với Văn Hiếu đi đến đây để quay lại cái quá trình mà coi hôm nay là ngày 14 quý vị, thì coi ngày mai coi có tổ chức lễ không, quay cho bà con biết, cho bà con người ta nên đi hay là nên không đi. Thì kính thưa quý vị là các bạn đã rõ ràng rồi là nên không đi. Và quốc đạo sẵn đây sẽ ghé đây cái ngôi mộ để nói về cái sự biết của quốc đạo. Thì kính thưa quý vị, thì là lúc trước đây quý vị, thì ở trong cái ngôi mộ này quý vị, thì quốc đạo thì lúc đó sống ở nơi đây, ở trên dập sát Vinh Tre này. Thì quốc đạo cũng không có biết, quốc đạo lúc lớn lên thì không có biết Bắc Hai như thế nào. Thì được ông cha kể lại, thì cháu quốc đạo kể lại như thế này. Thì lúc mà chôn Bắc Hai thì cháu quốc đạo lúc là còn một đứa bé cũng chạy theo coi. Thì đến mà cái phần là chôn đó vậy, thì lúc mà chuẩn bị chôn đó, thì cái quan tài đó thì sẽ đưa hai cái tay của Bắc Hai ra như thế này và đi diễu hành một vòng. Thì do cha của quốc đạo kể lại, đưa hai tay như thế này như thế nào đặng để cho ý nghĩa của hai cái này, thì Bắc Hai có dụng ý là nhắm mắt cũng nắm tay không đó quý vị, không đem tiền của, đem gài hồng non. Thì hoặc là ở đây cái phần chôn á, thì cha quốc đạo nói là khi chôn xuống á là mình đào xuống một cái lỗ sâu, rồi đây là phần mộ của Bắc Hai, đào xuống một cái lỗ sâu rồi mới khoét một cái đây một lỗ sâu như thế này quý vị, khoét một lỗ ngang như thế này, rồi mới để cái Bắc Hai lên miếng dán để xuống như thế này, tới cái lỗ sâu này mới ốp chôn gì. Lắp vô gì và ở đây lắp đất xuống. Thì kính thưa quý vị, thì xong rồi đó là mới ban bằng luôn, không có để phần mộ, không có để phần bia. Thì đây là phần bia của đây phần mộ của hai mà quý vị xem đó. Thì quốc đạo cũng được người lớn tuổi kể lại, những cái cha hoặc là những cái người lớn tuổi nữa kể lại, thì trong cái chỗ này như thế, thì quốc đạo cũng có đôi điều trình bày. Mong quý vị biết được cái gì thì cũng comment để quốc đạo hiểu biết thêm. Quốc đạo và Văn Hiếu xin mến chào quý vị, chúc quý vị một ngày thật là an lạc và hạnh phúc, thân thì khỏe, tâm an, sẽ tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn, gặp Phật gặp thầy để long qua đại hội. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.